Rồi nhím ăn củ cải trắng này nha. Củ cải này thì mình mua 2.000 ký, mua là 50 ký vậy đó, mình để dành mình cho nó ăn. Hai ngàn ký thì ngại con ăn chừng củ cỡ nửa ký là đủ 1 cân nhím này. Giờ là cho nó ăn nha. Tay chuồng nhím mình nha em. Này mình ghép cặp cặp nha. Mấy con này thì cái nè. Con này cặp, con được con cái. Này mới đẻ 2 con. Bên đây cũng cặp. Đây mình như ghép cặp không? Ghép cặp này 1 tháng rồi mình tách ra, mình bắt con đực qua con cái lẻ đây, cái lẻ này. Mấy cái này, mấy cái lẻ này. Con bỏ chung với đực 1 tháng rồi mình bắt qua con cái khác vậy đó, xe chuyền vậy đó như này. Củ bự này, củ nửa ký thì con ngày củ à, phải nó mê kìa. Cải trắng này thì mình mua 2.000 ký cải, cải loại cải 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 giạt á, cải không đủ tiêu chuẩn á. Mua người ta chở lại nhà cho mình. Ngàn con cũ như này. Nhím này thì cái size sinh sản nó là cỡ 10 tới 12 kg nha anh em. Có con đực, mấy anh đang đực tới 14 kg. Đực bự đó. 14 kg, còn mấy size cỡ này cỡ 12 kg nè. 10 kg là mình bắt đầu phối được rồi. 9 10 kg bắt đầu phối được rồi. Nuôi nó thì nó khỏe lắm, gì nó cũng ăn đó. Nhà mình mà có mình gọt xoài, gọt bưởi, gọt ổi gì là mình dục ra là nó ăn hết rồi. Dục cái vỏ ra hay gì hư thối là dục ra nó ăn hết, ăn tạp dữ lắm. Khẩu phần ăn ngày của nó thì khoảng 1.000 1.000. Còn bình thường thì mình đi bẻ ba cái lá dền dền hay ba cái lá rau sam làm dục vô cho nó ăn thêm là không có tốn tiền. Vậy thì củ bự này mình bẻ làm hai cho 1 con nửa củ thôi. Con nửa củ, nửa củ, củ dạng ký á, con nửa củ nửa ký. Ngày ăn nửa ký. Nhà mình thì có nuôi trùng hương nè, nhím nè, dúi với gà đá nè nha anh em. Đây, gà đá trên đây nè. Thì anh em có xem clip á, thì đăng ký ủng hộ mình nha. Để mình đăng clip về con này con kia lên cho anh em coi. Cái này là mình nuôi, chủ yếu mình nuôi kinh tế nha nè, chứ không có nuôi nuôi chơi. Con gì cũng nuôi kinh tế hết. Con này thì nắm đẻ được 2 lứa nha, lứa được 2 con như vậy nè. Nó ăn thì cũng không không có tốn nhiều, ngày tốn 1.000 thôi. Chỗ nào không có ba này thì mình mua bắp bắp hạt đó nè, bắp khô đó. Về mình cho ngàn con chừng 100 gram là khoảng 1.000 á. Cơm nguội hay có gì mình dục chứ nó cũng ăn hết.
Rồi chào tất cả anh em nha.